lại đó chính là nói về nguồn quỹ Lang Biang. Dạ, trước đây chúng ta đã từng nghe một câu chuyện ở Lang Biang rồi đúng không ạ? Chưa chưa báo ở quên mà cái này cũng là người kịch bản, xin lỗi nha. Dạ rồi à, nói về Lang Biang á thì chàng Lang và nàng Hơ Biang á là trong đó tóm tắt lại là hai người này yêu nhau nhưng mà họ không có đến được với nhau. Dạ. Nói về Đà Lạt thì có một cái chuyện phim lịch sử, rất là nhiều phim lịch sử ra nhưng mà hầu như là yêu nhau không đến được với nhau. Dạ. Và khi mà nói về cái câu chuyện này thì khi mà nói núi voi á, chứ không phải là chàng Hơ Lang, chàng Cờ Lang và nàng Hơ Biang nữa, mà là hai con voi mà chàng Cờ Lang thu phục. Dạ. Từ trong quá trình á, chàng Cờ Lang yêu nàng Hơ Biang á thì có thu phục được hai con voi, hai con voi trước á sống rất là ác, nhưng mà sau khi thu phục xong á thì chàng khuyên hai con voi là nên ở lành lại xíu, làm việc giúp dân giúp đời xíu hơn. Thì khi mà biết chàng Cờ Lang và nàng Hơ Biang không đến được với nhau á thì hai con voi này từ cái vùng xa xôi mới chạy về để chia buồn với chàng Cờ Lang và nàng Hơ Biang khi hai người này mất, nhưng mà không biết chạy như thế nào đó. Tới cái vùng lâm Lâm Đồng á thì đột nhiên là hai con cùng dậy, nhưng mà tự nhiên chỉ có một con nó bị bắt đám ngã, nó té và nó vừa chạy vừa khóc, mà mắt mũi nước mắt chảy tè le đó, vừa chạy vừa khóc. Một con nó chạy nửa đường nó té chắc đá tới cái trùng ấy, rồi nằm cái đó nó chết luôn. Rồi sau này nó hóa thành cái đuôi voi đó, thế là còn một con còn lại thì chạy đâu không biết nữa và mất tích luôn. Rồi đó là cái núi voi của đây, nó thấy nha. Rồi đuổi này thôi chiếu ra thì à, vô thác voi nó chết rồi. Đúng rồi, con lại là vô kia nó chết rồi đó. Rồi đuổi chiếu vui đó chính là hai con voi này khi mà